Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chiếm đoạt tranh giành chuyển giao là đặc thù trong trò chơi Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Với các âm mưu và thủ đoạn khốc liệt trong các thiết chế thăng bậc khác nhau chỉ gây tò mò, kích thích thoáng qua với dân chúng Ai thắng mặc kệ, điều nhân dân lo lắng nhất, đất nước sẽ đi về đâu sau cuộc tranh giành quyền lực máu lửa này Chúng tôi chỉ đưa ra những nhận định về ai sẽ là những người lọt vào tứ trụ trong đại hội 13 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021 tới đây chứ không phải là một điều quyết đoán rằng ai sẽ vào tứ trụ ở đại hội 13 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2021. Tổng Bí thư phải là người tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ, trung tâm đoàn kết trong Đảng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo quy định hiện hành về khung tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị quản lý, đảng viên được đề cử vào vị trí Tổng Bí thư cần có các phẩm chất, năng lực sau đây. Trước tiên phải có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một ủy viên Trung ương Đảng là đảng viên tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác có ý thức trách nhiệm cao kiến thức toàn diện tích cực tham gia thảo luận đóng góp hoạch định đường lối chính sách và sự lãnh đạo tập thể của ban chấp hành trung ương có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính sách nhiệm vụ của đảng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực địa bàn công tác được phân công quản lý phụ trách có năng lực dự báo xử lý ứng phó kịp thời hiệu quả những tình huống đột xuất bất ngờ có khả năng làm việc độc lập, có tố chất năng lực lãnh đạo quản lý cấp chiến lược, có hoài bão khát vọng đổi mới vì dân vì nước, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức lãnh đạo chủ chốt cấp dưới, trực tiếp hoặc tương đương. Thứ hai là đáp ứng mọi tiêu chuẩn của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thật sự tiêu biểu mẫu mực của ban chấp hành trung ương về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức trí tuệ ý chí chiến đấu năng lực lãnh đạo quản lý ý thức tổ chức kỷ luật chi phối bởi sự can thiệp sức ép bên ngoài và lợi ích nhóm hiểu biết sâu rộng về tình hình đất nước khu vực và thế giới nhạy cảm về chính trị nhạy bén về kinh tế am hiểu sâu sắc về xã hội có ý thức trách nhiệm cao có khả năng đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối chính sách và phát hiện đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư thảo luận quyết định là ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương chọn một nhiệm kỳ trở lên đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố hoặc trưởng các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc tổ chức chính trị xã hội ở trung ương trường hợp ủy viên bộ chính trị ban bí thư công tác quân đội thì phải kinh qua chức vụ chủ trì cấp quân khu. Và cuối cùng phải đáp ứng các tiêu chuẩn đặc biệt của vị trí tổng bí thư, đó là có uy tín cao trong trung ương, bộ chính trị, trong toàn đảng và nhân dân, là trung tâm đoàn kết quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh tiêu biểu nhất về đạo đức trí tuệ của toàn đảng có trình độ cao về lý luận chính trị có kiến thức sâu rộng toàn diện trên các lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng đảng quản lý nhà nước có bản lĩnh chính trị tư duy nhạy bén năng lực nghiên cứu phát hiện để đề xuất những quyết đoán bình tĩnh sáng suốt trong những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc. Có năng lực lãnh đạo điều hành ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm. Cán bộ chủ chốt đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do ban chấp hành trung ương quyết định. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định nhân sự chủ chốt của Đảng này và cũng là của chính quyền Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Ứng cử viên sáng giá đó là Nguyễn Xuân Phúc. Xét về lợi thế từ cách thức thể hiện năng lực điều hành, xử lý vấn đề, ông Nguyễn Xuân Phúc là ứng cử viên sáng giá Thành tựu kinh tế của Việt Nam trong nhiệm kỳ hiện nay, đặc biệt là trong năm 2019 vừa qua cũng như sự thể hiện của ông Phúc qua trong các hoạt động đối ngoại thời gian qua đã cho thấy điều đó. Hơn nữa, kể từ khi ông Nguyễn Phúc trọng bị lâm bệnh ở xứ Kiên Giang đến nay, ông Nguyễn Xuân Phúc đứng ra gần như điều hành chỉ đạo ở những vai trò thuộc các lĩnh vực như quốc phòng, công an, vốn do tổng bí thư đảm trách. Với tất cả những kinh nghiệm như thế cũng như với việc sang năm ông Phúc ở tuổi 67, độ tuổi không phải là quá cao, đồng thời bằng quan sát cũng thấy ông Phúc đủ điều kiện về sức khỏe để đảm trách được công việc của một tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Còn đối thủ đăng ký của ông Nguyễn Xuân Phúc đó là ông Trần Quốc Vượng. Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đã là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và hiện là Thường trực Ban Bí Thư. Đây có thể coi là đối thủ nặng ký của CLMV Nguyễn Xuân Phúc trong giai đoạn xếp kế cho vị trí Tổng Bí Thư ở Đại hội 13 sắp tới. Trần Quốc Vượng đã đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng, dù đó là các cuộc điều tra chính đáng hay có động cơ chính trị để làm im lặng các đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng. Trần Quốc Vượng cả sự nghiệp là làm trong bộ máy đảng và ở ông Vượng, ông Trọng nhìn ra đấy là đồng minh của mình. Ông Vượng người từng là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và trưởng ban kiểm tra trung ương, có thể được coi là đáp ứng nhiều điều kiện hơn để thay thế cho ông Trọng. Và với việc ông Trọng đang nắm quyền kiểm soát ở mức cao đối với hoạt động của đảng, đặc biệt là trong vấn đề nhân sự Ông Trọng sẽ là người có tiếng nói quyết định đối với việc lựa chọn người kế nhiệm mình. Như vậy, ứng viên nào được ông hậu thuẫn sẽ có cơ hội thắng cử cao hơn. Tứ trụ hay tam trụ không còn là vấn đề. Vấn đề ai là người đứng đầu có lẽ cũng không hẳn quá quan trọng bởi nó kèm theo nhân sự như thế nào và cán cân quyền lực sẽ ra sao dư luận đang tập trung vào hướng ông trọng ủng hộ ai và ông trọng có đi tiếp hết nhiệm kỳ này hay không. Dư luận đang tập trung vào hướng ông trọng ủng hộ ai và ông trọng có đi tiếp hay không. Sự kiện sự việc tuần qua ông thủ tướng Mã Lai Mahathir Mohamed sang thăm Hà Nội và đích thân lái thử chiếc xe hơi VinFast đã chứng minh cho một điều rằng giới hạn tuổi tác trong hoạt động chính trị một chiêu thức được tạo ra chỉ nhằm tới sự hạn chế nhân tài mà thôi Già hay trẻ không quan trọng bằng tài năng chín đến đâu Đại hội 8 dự kiến nhân sự chỉ có ông Đỗ Mười sẽ là trường hợp quá tuổi Tuy nhiên cuối cùng thì có ba ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt đều ở lại Khóa trước ở cấp cao chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt Thêm vài ông nữa nhưng chỉ là cấp trung ủy gồm Cao Đức Phát, Đỗ Bá Tị, Bùi Nam và Uông Chú Lưu. Khóa này Phạm Minh Chính sẽ sử dụng tối đa phương án tuổi để đạt được mục đích của nhóm này. Hơi dài dòng một chút nhưng xin diễn giả một số khái niệm chính trị ở Việt Nam. Từ thời của ông Ba Duẩn, Tổng Bí Thư và trưởng ban tổ chức luôn gắn kết chặt chẽ, ông Lê Duẩn có định hướng gì, ông Thọ sẽ triển khai rất quyết liệt. Nhưng những khóa gần đây, quân hồi vô phèn, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh không thể điều hành được các ông trưởng ban tổ chức và việc ông Trọng quá tin tưởng vào ông Tô Huy Dứa đã làm cho nhiều kế hoạch của ông Trọng thất bại ở đại hội trước. Trong số những huynh đệ của nhóm 3X Nguyễn Tân Dũng để lại đã ngang nhiên tiến vào bộ chính trị như Phạm Minh Chính, Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm, Hoàng Trung Hải và đinh La Thăng. Đặc biệt thất bại của việc Phạm Minh Chính giữ chân trưởng ban tổ chức hơn nữa, ông Trọng lại bị đột quỵ và không thể điều hành được công cuộc chống tham nhũng chứng lại. Công cuộc để làm tổ chức thông qua cuộc phòng chống tham nhũng đã mất đi một vế đáng kể. Thêm nữa, việc ông Trọng nhọc tới mức không thể điều hành được chính là cơ hội tốt để Phạm Minh Chính toàn quyền quyết định chuyện nhân sự cấp cao trong bối cảnh giữa hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng chưa thấy được một sự vượt trội nào của hai ông này. Có vẻ như việc Thủ tướng Vờ Nguyễn Xuân Phúc quá hớn hở khi ông Trọng dưỡng bệnh ở 108 và đã tới tai ông Trọng và ông Trọng không vui. Dường như có một luồng dư luận là ông Trọng nghiêng sự ủng hộ về phía ông Trần Quốc Vượng nhiều hơn vì ông Trần Quốc Vượng là đệ tử thân tín của ông Trọng. Thử phân tích giữa hai ông Vượng và Phúc Ông Vượng có thể tạm coi là người tương đối quyết liệt nếu ông Trọng bật đèn xanh trong một số trường hợp chống tham nhũng. Ông Vượng được coi là trong sạch nhưng bản lĩnh của ông Vượng như thế nào vẫn là một vấn đề cần theo dõi khi ông Vượng chưa hề qua các cấp lãnh đạo ở địa phương. Ông Vượng chỉ là một cán bộ văn phòng trung ương rồi một thời gian qua làm bên viện kiểm sát và chưa thể thấy ông đã thể hiện như thế nào trong các vấn đề đa dạng và phức tạp của đất nước đặc biệt là đối ngoại tốt thôi liệu có đủ ông phúc được xem như là một phần nhỉnh hơn khi ông đương kim thủ tướng nhưng việc làm thủ tướng của ông bị coi là phần bá xạo khi luôn khai vống lên những con số để làm cho tình hình kinh tế đất nước luôn nổi bật tỷ lệ tăng trưởng gdp luôn cao cho dù suốt năm qua chả có công trình lớn nào được triển khai hiện còn khoảng 500.000 tỷ trái phiếu chính phủ bị động lại trong khi phải trả lãi cao. Giải ngân vốn ODA chỉ đạt 2,5% số doanh nghiệp giải thể nhiều. Vậy thì tại sao lại có được con số tăng trưởng đẹp như vậy? Nó chỉ giải chỉ có thể giải thích rằng nó đã được làm giả. Ông Phúc bị quy kết có sân sau, có đàn em đệ tử và gây ra nhiều vấn đề phức tạp. Ngoài những chi tiết từng nêu trong kỳ trước. Lần này chúng tôi xin được đặc biệt nhấn mạnh đến dự án chống ngập ở Sài Gòn lên đến 10.000 tỷ Việt Nam Đông. Trong đó con rể của ông Phúc là Vũ Trí Hùng có căn dự. Ngân hàng quốc gia đã bơm vào Trung Nam Group để thực hiện dự án chống ngập lên. Đây là biểu hiện rõ nét nhất về việc ông Phúc chả kém gì ông Dũng khi con cái cũng tham gia các vấn đề tiền bạc. Về khoản con cái này thì ông Trọng đáng được tôn trọng hơn. Cho đến nay, ông Phúc vẫn chưa cho công bố việc Vinasin phá sản cũng là điều thể hiện lòng vòng của ông Phúc gắn với 3X Nguyễn Tân Dũng. Ông Phúc cản trở việc công bố kết luận Đa Phước và Sơn Trà cũng là một ví dụ điển hình. Qua một vài ví dụ như vậy để thấy việc ông Phúc tiếp tục có vị trí cao hơn sẽ khó kiểm soát được ông Phúc. Ông Phúc cũng có phần lo ngại về thái độ của ông Trọng nên ông Phúc đã có giải pháp riêng. Thứ nhất là việc ông Phúc cũng chuẩn bị phương án vận động các địa phương, trả thế mà ông ấy đi liên tục địa phương dùng tài chính trung ương để ủng hộ hoặc thậm chí có thể là để đại hội bầu ông như ông Ba Dũng đã làm nhưng thất bại ở kỳ đại hội trước. Phương án thứ hai là liên kết với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Cuối tháng 7, người ta nhận thấy có sự gặp gỡ của những người này với nhau để phân chia quyền lực. Ông Phúc và vợ, con gái, con rể tới nhà bà Ngân ăn tối. Ông Phúc thăm ông Dũng ở Sài Gòn và cả ở Hà Nội mỗi khi ông Dũng ra. Ông Phúc và thân Đức Nam ăn sáng với ông Nguyễn Tấn Dũng tại Bệnh viện 108. Ông Phúc hy vọng sẽ làm Tổng Bí Thư và bà Ngân sẽ làm Thủ tướng hoặc ngược lại. Ít nhất thì ông ấy về mà vẫn ở vị trí tứ trụ. Nếu giải pháp được bàn đến là ông Trọng ủng hộ ông Vượng thì Thủ tướng sẽ là Vương Đình Huệ. Cái này thì giới ngoại giao tại Hà Nội đang bàn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Giải pháp mà nhóm bà X Nguyễn Tân Dũng đưa ra sẽ không có vị trí nào dành cho ông Phúc. Có hai phương án mà nhóm bà X Nguyễn Tân Dũng đưa ra là ông Vượng có thể là Tổng Bí Thư nhưng Thủ tướng sẽ là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Khi đó quyền lực vẫn giữ được, nhóm của bà X Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận lùi để liên kết, nhưng ông Vượng lên sẽ chỉ là bù nhìn. Mọi sự nằm trong tay bà Nguyễn Thị Kim Ngân, như ông bà X Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng và ông Nông Đức Mạnh là tổng bí thư của nhiệm kỳ 11. Phương án thứ hai thì đó là phương án lý tưởng cho nhóm này, đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là tổng bí thư, chủ tịch nước là Tô Lâm và thủ tướng Nguyễn Văn Bình và Chủ tịch Quốc hội là Phạm Minh Chính. Ông Chính sẽ dùng phương án tuổi để loại các đối thủ và chỉ để lại một phương án quá tuổi. Nếu một phương án quá tuổi thì kiểu gì những vị trí còn lại là của nhóm bà X Nguyễn Tân Dũng. Và ngay trong kỳ họp trung ương tới, Phạm Minh Chính sẽ hành động ngay và thậm chí vô hiệu hóa ông Trọng ngay lập tức. Điều này diễn ra trong bối cảnh quân đội đang bị đệ đang bị phe công an khống chế và không có bất kỳ thái độ ủng hộ nào. Một loạt tướng quân đội bị điều tra và thậm chí Tô Lâm còn dọa bắt khi mở rộng điều tra vụ út trọng. Vậy thì ai hành động nhanh và hành động trước thì sẽ thành công. Nếu ông trọng không hạ ngay và khống chế được nhóm của chính Bình Lâm Hải thì coi như ông đã thất bại và nhãn tiền nhìn thấy ngay trước mắt. Một ngày không xa, chỉ chưa tới 2 năm nữa, sẽ có một nữ tổng bí thư người Nam Bộ. Việc ông, việc không thể xây dựng thành công kế nhiệm thì coi như bị thất bại. Cũng như hai ông Phúc Vượng cứ so kè nhau thì bà Ngân đương nhiên hưởng thành quả cái gọi là ngọa sơn quan hổ đấu. Ở một vế khác, nếu ông Phúc vẫn đặt niềm tin vào nhóm bà X Nguyễn Tân Dũng, ông Phúc có thể phải ngậm ngùi cay đắng. Nhưng nếu đoàn kết với ông Vượng, sẽ là giải pháp an toàn hơn và ông chấp nhận vẫn làm thủ tướng và đứng vững trên quyền lực thêm một nhiệm kỳ nữa. Dù ai làm gì thì bà X Nguyễn Tân Dũng đang hướng tới một chân phó thủ tướng cho con trai mình ở nhiệm kỳ tới. Xin kết thúc phần phân tích và kịch bản nhân sự Tổng Bí Thư ở đây bằng một câu chuyện cũ. Trong báo cáo chính trị nội bộ nhận được từ một nhóm số cán bộ chuẩn bị đại hội 9 khi gặp cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước khi ông Đồng mất vào tháng 4 năm 2020. Ông Đồng có nói với các cán bộ này là liệu đảng này còn kịp làm đại hội 13 hay không? Dù như thế nào thì đất nước không thể điều hành bởi nhóm độc tài vơ vét, tàn phá đất nước như bà X Nguyễn Tân Dũng, Tô Lâm, Nguyễn Văn Bình, Phạm Minh Chính, hay Hoàng Trung Hải. Thời gian không còn nhiều cho ông trọng, trọng chứng minh, ông thực sự vì dân vì nước chứ không phải vì tham quyền cố vị và công cuộc chống tham nhũng của ông không có vùng cấm chứ không phải là cuộc thành trừng phe nhóm. Hình như tại các nước có chế độ đa đảng thì việc đại hội đảng kể cả của đảng cầm quyền rất còn nhẹ, tiêu rất ít tiền. Vì sao vậy? vì họ chỉ được dùng tài chính của đảng, không được xài ngân sách quốc gia như một dạng tiền chùa như ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiêu rất nhiều, nhiều tiền cho đại hội chỉ diễn ra đối với các đảng thống trị, trước đây là đảng Cộng sản Liên Xô, hiện nay là một số đảng như đảng Cộng sản Trung Quốc, số 2 có lẽ là đảng Cộng sản Việt Nam. Họ tha hồ dùng tiền ngân sách từ thuế của dân và tài sản quốc gia, số tiền chi cho đại hội đảng chắc rất lớn nhưng khó thống kê cho đầy đủ là số liệu tuyệt mật của đảng. Một số người băn khoăn không hiểu tổng chi phí cho các cấp lần đại hội 13 này của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hết bao nhiêu. Một số dự đoán không dưới vài chục ngàn tỷ Việt Nam đồng. Gần đây Thu Hà công bố bài đại hội 13 1 tỷ đô la sẽ cuốn theo chiều gió trên báo Tiếng Dân ngày 12 tháng 6 năm 2020 nhưng tác giả chỉ mới tính toán dựa vào một vài số liệu thu thập được gần đây và quyết định số 39 ngày 4 tháng 9 năm 2014, đó là quyết định của Văn phòng Trung ương Đảng về chi phí các đại hội cấp dưới chuẩn bị tiến đến đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào năm 2012. Quyết định 39 kể ra 13 khoản đó chỉ mới là chi cho đại hội từ tỉnh trở xuống, chưa kể đến các khoản chi cho đại hội toàn quốc trong đó chưa thấy kể các việc như tổ chức các đoàn đi nước ngoài chuẩn bị văn kiện, vé máy bay cho các đại biểu trong nước về dự đại hội, chi quà tặng cho các đại biểu và người phục vụ, chi cho các đoàn khách nước ngoài, vân vân. Tổ chức một đại hội, việc cần chi nhiều thứ, vấn đề chi như thế nào cho hợp lý không lãng phí. Chỉ xin kể ra một thứ lãng phí rất điển hình, một cách rất hình thức đó là bông hoa đeo ngực cho các đại biểu dự đại hội các cấp. Mỗi bông hoa giá từ 5 đến 10 000 Việt Nam đồng, toàn bộ hết trên 1 tỷ Việt Nam Phần lớn, số hoa này nhanh chóng biến thành rác, quan trọng là lãng phí thời gian và nhân lực. Số đại biểu dự đại hội các cấp quá đông và thời gian họp quá dài. đây là số đại biểu đến họp chủ yếu là để nhận sự vinh dự và thêm phần vui vẻ chứ đóng góp cho đại hội rất ít phần lớn chẳng nghe báo cáo chính trị chẳng biết mà thảo luận về phương hướng và chỉ tiêu ngay cả việc bầu cử đa số chỉ hóng hớt về nhân sự và bầu theo chỉ đạo chứ biết cụ thể may ra chỉ được vài trăm đại biểu ở vùng này bầu cho một ứng viên ở vùng khác thì phần lớn là không biết gì về phẩm chất đạo đức của người ấy lãng phí trong việc mất nhiều thì giờ để làm, để đọc và nghe văn kiện. Hình như ở đại hội chẳng có ai chăm chú lắng nghe đọc báo cáo, họ ngồi im lặng như không nghe. Mà người đọc phần lớn đọc như cái máy, đọc xong rồi không nhớ, không hiểu những điều cụ thể mình đã đọc, những gì, chỉ nhớ rằng đã đọc báo cáo. Về giá thành của báo cáo lấy tổng chi phí của các loại có được báo cáo đem chia cho số chữ nó thì được A. Giá thành mỗi chữ được báo cáo ước tính A khoảng từ 100 đến 200 ngàn Việt Nam đồng. Để tỏ ra báo cáo có giá trị người ta cố viết nó thật dài bằng cách đưa vào nhiều những lời sáo rỗng và khẩu hiệu. Tôi chưa được đọc văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, còn văn kiện của Đại hội 10, 11, 12 thì quá dài, lòng thòng và lê thê. Nếu được viết thật xúc tích thì có thể rút bớt khoảng 2 phần 3 số chữ. Như vậy A sẽ tăng lên khoảng 500 000 Việt Nam đồng. Các trường đại học, các viện và các nhà khoa học có nghiên cứu và giảng dạy các loại kinh tế vĩ mô và vi mô cũng nên có ai đó, tổ chức nào đó nghiên cứu về kinh tế đại hội đảng. Tác giả Thu Hà được dẫn trên mới chỉ là một cá nhân lẻ loi và mới bắt đầu. Gọi hệ số chi cho đại hội là P bằng tổng chi phí cho mọi công việc liên quan đến đại hội từ cơ sở đến trung ương, chia cho ngân sách nhà nước một năm thì đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc lập được kỷ lục của thế giới về số chỉ số P cao nhất. Không biết điều này sẽ làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân tăng niềm tin tự hào hay tăng niềm sức xót xa cho mỗi đại hội xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp thì chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm một nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi